Hello em. Vâng anh. Hôm nay em muốn cách kiểu gì nhỉ? Anh muốn cho em kiểu phòng phòng giống bạn này xong rồi tách ra ba bài. Tách ba bài à? Vâng. Phòng lên, phòng lên. Ok. Vâng. Ok. Bạn này hôm qua mà làm đây rồi. Vâng. Em dẫn bạn này đến à? Vâng. Clap.